Thành ngữ cưỡi ngựa xem hoa từ Hán Việt là kỵ mã quan hoa, có nghĩa là một người khi làm việc gì cũng cần cẩn thận, không được qua loa, chưa suy tính đã vội đưa ra kết luận. Giống như một người cưỡi ngựa, do đi nhanh và nhìn từ xa sẽ không thể cảm thụ trọn vẹn hương sắc của một bông hoa được. Thật ra câu thành ngữ này bắt nguồn từ một điển tích rất thú vị. Mời quý khán thính giả cùng Tinh Hoa lắng nghe câu chuyện. Nguồn gốc câu cưỡi ngựa xem hoa, câu chuyện bà mối xe duyên. Quý khán giả của Tinh Hoa TV, các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký cùng với chiếc chuông nhỏ này nhé. Chuyện rằng ngày xưa có một cô tiểu thư họ Tôn xinh đẹp nhưng bị sức môi, và một công tử họ Tiền khôi ngô nhưng thọt mất một chân. Vì những khiếm khuyết của mình mà cả hai dù đã gần 30 tuổi vẫn chưa tìm được ý chung nhân. Một hôm, hai bên gia đình không hẹn cùng mời một bà mối họ Lý nổi tiếng đến xe duyên. Họ khẩn khoản nhờ bà nghĩ ra một diệu kế để con cái sớm yên bề gia thất. Bà mối thấy đây quả là sự trùng hợp, ngầm muốn tác hợp hai người này với nhau. Tuy nhiên, bà sợ rằng hai bên nếu biết khuyết điểm của nhau thì sẽ chê bai đối phương. Đúng lúc bí bách, bà vô tình đọc được một bài thơ: gió xuân thỏa sức cho ta phi ngựa, trọn một ngày có thể xem hết hoa Trường An. Đọc xong, bà chợt nảy ra một ý, cưỡi ngựa xem hoa, quả đúng là rất phù hợp trong tình huống này. Trước tiên, bà đến nhà họ Tiền, kể hết mọi đức hạnh của Tôn tiểu thư cho họ nghe. Những lời tâng bốc của bà Lý khiến Tiền công tử rất nóng lòng, ao ước được thành hôn với cô tiểu thư yêu kiều này. Nhưng rồi, nghĩ đến hoàn cảnh của mình, anh chợt thấy tủi thân. Đoán được nỗi lòng của Tiền công tử, bà Lý quay sang thì thầm vào tai cậu một diệu kế. Tới hôm đó, cậu hãy cưỡi trên lưng ngựa, khéo giấu đi cái chân thọt của mình, như vậy đâu có ai biết. Tiền công tử nghe xong rất hài lòng, sai gia nhân lấy ra một đỉnh bạc trả công hậu hĩnh cho bà Lý. Sau đó bà Lý lại hoan hỷ tới nhà họ Tôn tâng bốc đủ điều về Tiền công tử. Tôn tiểu thư nghe thế cũng rạo rực trong lòng, nhưng chợt nghĩ về cái môi sức dường như có chút khổ thẹn. Bà Lý lại rót vào tai tiểu thư rằng đến lúc gặp mặt, tiểu thư cứ giả vờ ngắm hoa để khéo léo giấu đi cái môi sức, chắc chắn Tiền công tử sẽ không nhận ra. Tôn tiểu thư thấy quá là diệu kế, bèn gỡ cây trăm vàng trên tóc gửi tặng bà Lý. Đến ngày bà Lý sắp xếp để hai người gặp mặt, Tiền công tử đi ngang qua nhà họ Tôn, cưỡi trên lưng ngựa hiên ngang, phong độ anh tuấn. Anh nhìn thấy Tôn tiểu thư xinh đẹp, da trắng, tóc đen, duyên dáng tuyệt trần. Đặc biệt tay nàng lúc nào cũng cầm một bông hoa e ấp đặt lên môi ngửi, thỉnh thoảng còn liếc mắt nhìn Tiền công tử. Tiền công tử lúc này đã động lòng trước nét kiều diễm e thẹn của Tôn tiểu thư. Do hai bên đều rất khéo léo nên cũng không ai phát hiện ra dị tật của đối phương. Tiền công tử vội về nhà thư chuyện với phụ mẫu, xin được thành thân với Tôn tiểu thư. Hôn lễ giữa hai nhà nhanh chóng được cử hành. Đêm tân hôn, sau khi uống rượu chúc mừng từ bằng hữu họ hàng gần xa, Tiền công tử trở về phòng, dịu dàng lật tung chiếc khăn đội đầu của tân nương mới cưới. Nhưng chàng nhanh chóng vỡ mộng khi nhận ra Tôn tiểu thư xinh đẹp kiều diễm kia lại là cô gái bị sức môi. Do uống rượu quá chén nên anh cũng không để ý tới dáng đi của mình. Vậy là Tôn tiểu thư cũng biết chồng mình bị thọt. Cả hai cảm thấy rất thất vọng nhưng đành ngậm ngùi chấp nhận số phận. Xuất phát từ câu chuyện này, câu thành ngữ
cưỡi ngựa xem hoa đã được lưu truyền về sau. Quý khán giả thân mến, với loạt bài đi tìm nguồn gốc thành ngữ, Tinh Hoa TV mong muốn gửi đến câu chuyện về những điển tích, điển cố gắn liền với các nhân vật lịch sử để giúp người xem hiểu hơn về những điều thần an bài và lưu lại cho con người hôm nay.